Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chốt giờ thi đấu trận đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc và Oman. Thông tin từ AFC cho biết, trận đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam vào ngày mùng 7 tháng 10 tới đây tại Haza, UE. Trước đó, đội tuyển Trung Quốc với tư cách là chủ nhà trong cặp đấu giữa họ với tuyển Việt Nam vào ngày mùng 7 tháng 10 tới đây Từng đề xuất giờ bóng lăn là 21 giờ giờ địa phương, tức 0 giờ ngày mùng 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Lý do mà phía đội tuyển Trung Quốc đưa ra là họ lo ngại thời tiết nắng nóng ở Úc nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung. Tuy nhiên, ở thời điểm tháng 10 tới đây, khu vực này đã qua cao điểm của những ngày nắng nóng. Thời tiết từ tháng 10 ở UE sẽ dễ chịu hơn hiện tại và các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup được tổ chức tại đây không cần phải đá ở khung giờ quá muộn nữa. Chính vì thế, liên đoàn bóng đá châu Á AFC chốt giờ thi đấu trận sớm hơn so với đề nghị trước đó của tuyển Trung Quốc. Giờ bóng lăn ở trận đấu này sẽ là 19 giờ theo giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là giờ thi đấu khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam, bởi không quá muộn đối với lịch sinh hoạt của các cầu thủ của chúng ta. Đồng thời khán giả Việt Nam từ quê nhà cũng dễ theo dõi trận đấu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Hà Nội sang UE từ ngày 1 tháng 10 tới đây, có khoảng một tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tại Haza, UE. Sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc chưa có điểm nào. Thế nên, trận đấu tới đây giữa hai đội sẽ là trận mà đôi bên quyết thắng, hòng tránh vị trí chót bảng, cũng liên quan đến lịch thi đấu trong tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đoàn quân trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo gặp tuyển Oman tại Muscat, Oman vào ngày 12 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam. Sau nhập tịch Trung Quốc tuyên bố đanh thép trước trận gặp tuyển Việt Nam, Tiền đạo nhập tịch Alan của đội tuyển Trung Quốc đã tuyên bố đanh thép trước thềm trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Dù có tới 4 cầu thủ nhập tịch nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn dễ dàng chịu thua trước đội tuyển Nhật Bản và Úc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Điều này đã đẩy đội bóng của huấn luyện viên Li Tai vào thế đường cùng. Chính vì vậy, họ đang đặt quyết tâm cao sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Chia sẻ trên tờ Sina, cầu thủ nhập tịch Alan tên thật alan cavanho đã thể hiện quyết tâm chiến thắng alan cho biết tôi nghĩ rằng đội tuyển trung quốc vẫn có những cá nhân xuất sắc và sự kết hợp giữa các cầu thủ của tốt chúng tôi đã không thể hiện được mình trong hai trận đấu đầu tiên tuy nhiên chúng tôi đặt mục tiêu giành chọn ba điểm trong trận đấu với đội tuyển việt nam tôi cho rằng các cầu thủ trung quốc đều có sự tự tin chứ không riêng gì những cầu thủ nhập tịch hai trận đấu đầu tiên vô cùng khó khăn bởi chúng tôi hiểu rằng các đối thủ ở vòng đấu này không dễ dàng điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức vì niềm tự hào dân tộc chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu gặp đội tuyển việt nam tôi rất mong chờ trận đấu này nói về thể trạng của bản thân cũng như toàn đội cầu thủ gốc bờ ra xin cho biết hiện tại tôi cảm thấy thể lực khá ổn cường độ tập luyện mỗi ngày đều rất cao ban huấn luyện chú ý tới thể lực và liên tục điều chỉnh phương pháp tập luyện cũng có lúc chúng tôi cảm thấy hơi mệt vì chưa quen với tình trạng thời tiết ở nơi đây thế nhưng toàn đội vẫn còn thời gian dài để thích nghi tôi hy vọng rằng đội tuyển trung quốc sẽ có trạng thái tốt nhất trước trận gặp đội tuyển việt nam trong loạt trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, đội tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 và chạm trán với Saudi Arabia vào ngày 12 tháng 10.